Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.
Alors, j'ai un peu le trac devant vous tous. Alors, sur le mandala qui est là, il y a des morceaux de plastique. Alors, je tiens à signaler que je remercie toute cette organisation pour cette rencontre. Le plastique, ça n'est pas pour faire des reproches parce qu'on a mangé dans des assiettes en plastique, c'est pour montrer à quel point c'est un problème pour la planète et pour les océans. Et un journaliste scientifique a précisé que si nous continuons comme ça, dans pas longtemps, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. 有一些的筷子的那塑胶的零零乱乱在那个花图上面，这不是故意比美我们，可是他说如果现在我们不停止用这些的塑胶的，以后是没有鱼，可是全部是有塑胶而已。所以为什么这个是很严重的那个问题，现在在讲的世界。而在Ông Hubert là người tổ chức cái mandala này, ông xin nói trả lời. Tức nghĩa là hiện bây giờ ở trên cái bản đồ này có những cái muỗng và ly bằng muỗng. Những cái vật này là những vật nó không có thể tiêu hóa được. Mà hiện bây giờ ở toàn thế giới của chúng ta đang bị cái vấn đề này là càng trầm trọng. Tức nghĩa là nếu mà chúng ta không có, ông nó không phải là thay mình dùng những cái món đồ này, nhưng mà phải mọi người phải chú ý, nếu mà mọi người cứ tiếp tục dùng những cái đồ này thì nữa cá không còn nữa mà chỉ là còn những cái rác và những cái đồ bằng muỗng này. Alors, pour les petits mandalas qui sont autour, ben, un merci à la ville de Grenoble qui a accueilli cette rencontre. Là, c'est un petit signe à nos amis tibétains à qui nous devons cette technique. Là, c'est votre lotus à vous. Et là-bas, c'est un petit signe amical pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et c'est la reproduction d'une des rosaces. Et ce qu'on peut souhaiter, ben, que la cathédrale soit rebâtie dans l'esprit qui convient. 第四个在那个新法寺前面那个是代表那个耶稣教堂被烧化那一年，现在是圣母的那件，现在是他的愿力，我们是这个圣母院也是可以很快是可以建起来的。为什么？为 giờ ở đây có 4 cái hình vẽ nhỏ, thì cái hình thứ nhất ở đây là đại biểu cho Hanoi, là thành phố mình đang ở ngay đây. Cái hình bên chữ ấm bên kia là cái đại biểu cho Tây Tạng, là những thầy đã dạy cho các vị học vẽ cái làm cái pháp môn này. Cái bên tay đây là cái hoa sen, là đại biểu cho tất cả chúng ta, là những người đến tu hành ở đây hiện giờ là đại biểu cho hoa sen. Và cái hình kia là đại biểu cho cái nóc nhà của nhà thờ Notre Dame de la Garde mới vừa bị cháy năm nay. Và ông nguyện là cho cái thế giới này được hòa bình và cái nhà thờ này sớm được mau thành lập trở lại. Alors ce qu'on peut faire maintenant, on pourra pas tous participer, mais chacun, enfin
parmi vous, vous prenez un des grands plateaux que vous versez sur le milieu, et puis, et puis, et puis. Et ensuite, ensemble, vous ramènerez le sable au milieu, le temps que vous voulez. Eh bien... 现在我们是两个人两个人放四个人帮忙抬一个小的那个画图放在中间那个大的画图然后是从外边我们是推那个沙进去中间而现在是我们是一个人女人可以过去然后是我们围来我们的地方然后你们两个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 人可以过去然后是我们围来
là cái mỗi một hai vị đại biểu cho đem cái bảng nhỏ này bỏ vô ngay chính giữa của cái bảng lớn, rồi xong từ ở ngoài mình mới đẩy cái cát vô chính giữa. Của dấu ích khi hờ cái ta cha cha thắt thành cái mang ra la tự ý sự sơ sơ của mình ít sân hỏa sư chọn mua của mình sân chỉ lại dễ sư chẳng ta là ở sư hình tua hẳn hảo tự ở sư ta của mình xử lại dễ sư khen thật ý nghe xa thế cả dễ sư sư ý sự sơ sơ vũ tràng kể của mình chứ sao chọn mua tua dỗ rồi hậu lại sư khen thật mấy dỗ là không là chú thấy rồi cái này là cũng là cái mandala, là cái ý nghĩa cho mình thấy là cái cuộc đời của con người của mình là từ nhỏ tới lớn mình có hết đầy đủ và có xây thành một cái hình rất là đẹp cho cuộc đời của mình, nhưng mà cuối cùng thì khi lúc mình chết mình cũng sẽ trở thành vô thường, là đi vào cát bụi trở về với cát bụi. Thì cái ý nghĩa của làm cái mandala này đó cũng là giống như cái nghĩa là cái cuộc đời của mình nó cũng giống như vậy. The mandala mean book nous montre que la vie et toute une beau image. C'est nous qui a créé tout, c'est nous qui a donné notre vie et notre dessin de notre vie. On a tout avec nous, mais à la fin de notre vie, on veut rien amener avec nous. C'est seulement l'impermanent qui nous manque. Tout va revenir avec la terre et le l'eau, et tout ça, les quatre éléments retournent aux quatre éléments. C'est ça la façon que on crée le mandala et on détruit le mandala. Voilà, maintenant on commence. Alors là.我们来前面哦，我们可以去前面的，转一圈，让后面的人坐一坐，转一圈，转，对的，转一圈，你们这样子转着去，转着住。 不要转过来，转过来是这样，转过来，每个人让时钟转。哎，他们。
cho những sư phật sư sanh tôi.